nè. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Khang ơi, mũ này con, Khang mũ này con. Dạ, vậy là có thiếu chén thì em lấy chén thôi nha. Nó ăn nó té. Lấy chén thì. Mũ nào mũ này xào xào trái hay xào mặn vậy? Dạ xào mặn hả? Sao ơi, kêu. Kêu giờ xào cái chai cho nó mới đầu á. Thôi tôi no rồi. Không no no, cảm ơn. Ăn no rồi. Vậy sao có sức nữa theo tụi tôi? Vậy đó, nhiều đủ rồi đó. Lên ăn nhiều nhiều lên tôi thu tiền lên. Ông ăn vậy tôi thu tiền cho nghe. Không biết đâu. Em ơi. Hả? Anh trai không mà tao có sức. Thì đó thì nào giờ cũng sống vậy đó, tao có gì đâu. Tao cũng có sức chứ sao mà tao không có sức. Cũng bơi ra bơi vô vậy đó. Sao khỏi luôn rồi. Rồi, cảm ơn.